lúc này tại lâu đài mọi người hỏi về nhiệm vụ tiêu diệt ma pháp thiếu nữ của mira sao rồi có vẻ như cậu gặp khó khăn nhỉ họ thất vọng vì mira từng được gọi là bậc thầy chiến lược của quân đoàn ác ma cũng có một số tin đồn rằng ngài mira đang si mê ma pháp thiếu nữ đó nhưng một trong số họ cho rằng với tính cách của mira thì chắc hẳn anh đang có một kế hoạch gì đó mira chỉ biết xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng còn nói mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch của anh và mong mọi người chờ đợi thành quả đúng lúc này có một cuộc gọi và mira bảo rằng đó có lẽ là một cuộc gọi khẩn cấp và xin phép rời đi Cô gái ra ngâm này thì bảo Mira là bộ óc xuất sắc và lạnh lùng nhất của tổ chức của họ mà lại bị cảm xúc chi phối. Đầu dây bên kia hỏi thịt bò Ionizawa A5 đã ủ cho Tobrian gửi đến nhà Mimori phải không ạ? Anh tỏ ra nguy hiểm mà nói đừng bắt tôi nhắc lại nhiều lần. Hãy hoàn thành nhanh cho xong đi. Hôm nay Mira đến gặp Mimori với bó hoa hồng trên tay. Cô cũng bảo đây là lần đầu được nhận hoa như này. Anh nói đối với tổ chức ác ma của anh thì thứ đó chỉ như cỏ dại thôi. Nhân tiện hôm nay Mimori cũng có món quà tặng anh đó là một cành hoa cô bảo gần đây cô đang tự làm hoa giả để kiếm thêm thu nhập ấy mà mira cũng nhắc nhở cô đừng nên làm việc quá sức phải chăm sóc bản thân cho tốt còn trong lòng mimori lúc này cảm thấy mira thật sự tốt bụng kể từ khi gặp nhau ngài ấy luôn quan tâm đến mình khi thì dịu dàng khi thì nghiêm khắc thật khó tin một người như vậy lại thuộc tổ chức ác ma không thể tin được rằng là ngài ấy lại không ở phe con người cô cứ nhìn chằm chằm vào mira khiến anh ngại ngùng đôi lúc cô còn thấy phản ứng của anh thật khó hiểu nhưng có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa chúng tôi, không biết ngày mai mình có gặp lại ngài quỷ nhân nữa không nhỉ. Trong khi đó con mồn lèo này sai cô đi mua thêm bia cho mình, cô ngó thử chiếc laptop và hỏi nó đang làm gì. Thì con mèo bảo trận chiến với Slim hôm trước bán đĩa 18 cộng được giá cao cho lũ Sim đấy, khiến cô cũng sốc, lúc này thì Mira đang tự hỏi sao anh lại ở đây cơ chứ. Tên đội mũ này thấy anh làm việc quá sức thì cũng đưa cho anh cái thẻ và bảo anh đến chỗ mà hắn hay đến để thưởng rượu coi như là thay đổi không khí tí. Con nhỏ bên cạnh thì bảo sao hắn đi mà không rủ cô, còn Mira lúc này thì cũng nhận ra là Mimori đã bị con mèo đó lừa. Nếu cứ thế này thì cô ấy sẽ ngày càng kiệt sức mất, nhưng vậy thì sao, chúng ta là kẻ thù mà. Cho dù cô ấy có kiệt sức đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Lúc này anh không để ý khi Mimori đến tự giới thiệu mình là nhân viên thử việc, cô ngồi cạnh anh và xin phép rót rượu. Khi anh quay sang thì hai người mới nhận ra nhau, Mira run rẩy hỏi cô làm gì ở đây, còn biện minh rằng mình không có chú ý tới đây mà do đồng nghiệp ép buộc. Bỗng lúc này Mimori khóc, anh cảm thấy khi cô khóc cũng thật là dễ thương, nhưng đây méo phải lúc ngắm gái. Sau khi đưa cô ra ngoài và hỏi sự tình thì cô bảo là tên đó đã quay đĩa 18 cộng của cô mang đi bán. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Mira đứng dậy và hỏi thằng chó nào đã làm. Mimori bảo anh bình tĩnh, nhưng Mira nói rằng anh đang rất bình tĩnh đây, chỉ là phải cho chúng biết hậu quả của việc kiếm chuyện với tổ chức ác ma thôi. Dạy chúng phải ăn năn dưới biển máu, trở về phòng của Mimori, con mèo vẫn đang xem phân đoạn đó của cô thì Mira từ phía sau trường phát nát bét cái máy để trừng phạt kẻ sỉ nhục cô ấy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết ép buộc lao động khổ sai và chấn lột tiền tội này không nhỏ đâu con mèo nói rằng nó là người dẫn dắt các ma pháp thiếu nữ nhưng đến gần đây thì mira mới nhận ra nó không phải là thiên sứ rõ ràng là có người trốn ở bên trong con mèo đứng dậy và bảo mèo cũng có rít có rát chứ còn hỏi lợi dụng người khác là sở trường của các ngươi mà vinh quang con bé này có được với tư cách ma pháp thiếu nữ lần kiếm tiền được từ việc làm thêm thì tất cả đều là của bố mày, tất nhiên ngay cả bản thân nó nữa Hiện giờ để trở thành ma pháp thiếu nữ thì nó cần phải giữ trinh tiết, nhưng rồi sẽ đến lúc hắn còn cười một cách biến thái trước khi bị Mira chảy đầu. Nhưng hắn ta không hề có khái niệm về cái chết nên hắn sẽ chắc chắn trở lại. Sau đó anh báo cáo việc này lên cấp trên. Mimori cảm ơn anh và hỏi anh có muốn ở lại ăn tối không. Anh sướng đến nỗi bóp nát luôn cái điện thoại. Mimori bảo rằng mình sẽ nướng món thịt này. Mira cũng biết đó là thịt mà anh đã gửi tới. Sau khi ăn xong thì anh khen nó rất ngon vì mimori để ý thấy anh chỉ toàn uống nước và không biết anh có ăn đồ ăn hay không hay là anh không thích đồ ngọt mira bảo rằng khi mệt mỏi thì anh cũng muốn ăn đồ ngọt hồi nhỏ anh thường được mẹ làm cho ăn nghe vậy cô cũng nói bà ấy chắc là một người mẹ tuyệt vời cô cũng kể hồi còn ở trại trẻ mồ côi thì thỉnh thoảng cũng có đồ ăn vặt chẳng hạn như bánh mì thừa từ tiệm bánh mì gần đó đồ ăn vặt hiếm khi có nên mọi người phải giành giật với nhau nghe được chuyện này cũng khiến mira bật khóc lúc sau tạm biệt cô ra về mimori hỏi anh có thể cho cô mượn cái áo này thêm một thời gian không cô định sẽ đem nó đi giặt là, nhưng gói Royal Happiness đắt gấp 3 lần bình thường, nghe vậy thì anh bảo là mình sẽ mặc nó về luôn nên xin cô đừng bận tâm. Nhưng vì cô đã nhìn thấy áo của anh mỗi ngày nên cũng muốn giữ lại để ngắm thêm, Mira liền cởi ra nhưng nhìn thấy vết khâu hình bông hoa thì cũng đưa cái áo trong run rẩy. Sau đó Mimori lại tự hỏi liệu ngày mai bọn họ có thể gặp lại nhau không, trong khi đó Mira nghĩ rằng ngày mai nhất định phải kết thúc mọi thứ. Sau đó tên Formal Hot này tới tìm anh và bảo rằng đã được lệnh hỗ trợ cùng thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt ma pháp thiếu nữ. Mira thầm nghĩ ma pháp thiếu nữ là của anh cơ mà, cho rằng tên này vướng chân quá, hay là rớt nó luôn nhỉ. Lúc sau Mira cũng đưa Formal Hot đến nơi anh và ma pháp thiếu nữ đối đầu với nhau, hắn cho rằng nơi này thật yên bình, tên tóc vàng nay xuất thân từ một gia đình quý tộc. Mira và anh ta quen biết nhau từ trước khi gia nhập tổ chức, hắn có vẻ là một người rất hâm mộ anh, Formal Hot nói rằng hắn thực sự có ý muốn giúp Mira. Nên nếu anh có vấn đề gì xảy ra xin đừng ngần ngại mà nói với hắn và hỏi Mira có thể nhìn thẳng vào mắt mình như hai người đàn ông được không mira cú vào đầu hắn một cái và bảo bình tĩnh đê formore cũng nói rằng tôi không nghi ngờ gì ngài hay gì đâu một quỷ viên với sự tàn ác và vô nhân đạo khiến tất cả phải khiếp sợ sẽ không bao giờ bị lay động bởi cảm xúc không cảm xúc thậm chí không tồn tại khi ngài tập trung vào mục tiêu chỉ cần nghĩ về việc ngài bị đánh bại bởi một thiếu nữ tôi muốn chứng kiến tận mắt mình nhưng mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm phản bội tổ chức là điều không khôn ngoan đâu nhưng nếu có một quý cô gặp rắc rối thì ngài nên là người giúp đỡ họ bạn bè với nhau cả mà Lúc này Mira nhặt một trái bóng dưới đất lên ném đi và bảo thanh niên kia chạy đi nhặt về cho mình. Nghe vậy hắn cũng nghe theo, khi nhặt về rồi thì hắn nói hôm nay mình đến để xem ngài làm gì. Mira cũng nhận ra rằng đây là cách mà phía bên trên để mắt tới mình. Mình không thể để mất uy tín với đức vua, Formo hot núp trong lùm cây gần đó để quan sát. Lúc này Mimori cũng đến. Mira nghĩ rằng mặc dù anh rất thương cảm cho cô ấy nhưng đã đến lúc phải chấm dứt mọi thứ giữa đôi ta. Anh quay sang thấy Mimori đang chạy với dáng vẻ dễ thương làm cho anh bị lung lay. Vì có người quan sát, nên anh cũng ra vẻ một tí, gằn giọng nói, cô cũng nhanh đấy, ma pháp thiếu nữ. Mimori đáp lại rằng mình không thể chờ đợi để gặp ngài quỷ viên, nên đã chạy đến đây, nghe xong Mira khụy xuống mà bóp mạnh vào con thú nhún. Cho rằng những lời nói đó phải là của anh mới phải, bất kể lúc nào trong đầu mình cũng có suy nghĩ giống như thế. À khoan đã, đây chỉ là một chiến lược thôi hiểu không formal hot, làm thân với họ để tìm cơ hội triệt hạ, tên tóc vàng cũng ngô mà tin theo ngài mira thật thông minh bây giờ thì kế hoạch của anh đổ bể con miệng nó rồi mình có thể làm gì bây giờ khi cô ấy đứng ngay trước mặt phải rồi nếu mình không nhìn cô ấy thì mình sẽ có thể làm gì đó ai chết tiệt sao mà lờ đi được khi mà có cặp loa trước mặt thế kia formore hot cũng chả hiểu mira đang nhìn cái đếu gì vậy thì anh biện minh rằng mắt của cô ta có thể thôi miên nên anh chỉ đang nhìn xuống để tránh thôi mà mimori nói rằng hôm nay cô đã làm bữa trưa cho ngài quỷ viên đây để cảm ơn ngài vì đã luôn giúp đỡ tôi hy vọng ngài thích nó mira ra nói cô không cần chú đáo vậy đâu và đưa tay lên nhận quên mắt vẫn có thẳng cấp dưới ở đây anh nhanh trí bảo rằng nó có độc sau đó thì sao đây không thằng ngu nào đi bảo nó có độc xong rồi ăn sạch sẽ hết được mình phải nghĩ ra một lý do để không phải ăn nó mimori thấy anh cứ nhìn hoài mà chả ăn thì hỏi ngài đã ăn chưa chưa mira liền đưa lên mùm hút vội để không phụ lòng cô ấy thì có bị sida thì mình cũng phải ăn bằng hết bên này formo hot thấy anh ăn thì cũng hét lên nhớ về khoảng thời gian trước đó khi thấy Mira dùng vũ lực để khuất phục kẻ thù, hắn hỏi anh có cảm thấy do dự khi làm điều này không? Mira nói rằng nếu cậu vẫn do dự thì tổ chức này không có vị trí của cậu, sự do dự một ngày nào đó sẽ rớt chất cậu, nếu không về thể xác. Thì về tinh thần, quay về hiện tại, Mira cũng húp hết, chất cũng được, sợ điều gì? Anh quay sang và nói với Formo Hot rằng nếu phải ăn độc dược, hãy tưởng tượng như là đang thưởng thức gia vị vậy, nghe vậy hắn càng thêm kính nể anh. Tuy chả có đánh đấm gì nhưng Formal Hot vẫn nói đây đúng là một trận chiến khốc liệt. Tôi không biết là nó có thể là một kịch bản như thế này. Mira liền đáp rằng nếu nó trông như vậy với cậu thì tốt. Nhưng trong lòng thì nghĩ hay là thủ tiêu thằng này luôn nhỉ. Lúc sau nghe hắn nói lần tới hắn sẽ tham gia cùng ngài thay vì cứ núp như thế. Còn bảo anh hãy giới thiệu hắn với cô gái ấy thì anh quyết định xử hắn luôn. Hôm sau Mira quyết định sẽ giải thích mối quan hệ giữa anh và Mimori để không gây ra sự nghi ngờ nào trong khi duy trì phẩm giá và phải đảm bảo thằng này tránh xa cô ấy, ít nhất mình sẽ là người đánh bại cô ấy. Tóc vàng thấy anh thì tươi cười chào hỏi nhưng anh bơ mà đi luôn. Lúc sau anh cảnh báo với hắn rằng nếu hắn vô tình chạm vào cô ấy thì tôi sẽ rớt cậu à nhầm, cô ấy sẽ rớt cậu. Sau đó Mira giới thiệu với Mimori đây là đồng nghiệp của mình, Formal Hot cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho ngài Mira, cô mới nói rằng ngài quỷ viên luôn đối xử với tôi rất tốt. Ngài ấy rất tốt bụng, tôi rất biết ơn, Mira đấm vào cây và thầm nghĩ chúng ta đang trong một phi vụ đấy, đừng tạo thêm sự nghi ngờ nữa sau đó tóc vàng giới thiệu mình là Formal Hot, rất vui được gặp tiểu thư, đang định đưa tay ra nắm thì Mira bắt lấy tay anh. Cẩn thận, tôi đã cảnh báo rồi cơ mà, suýt nữa thì lượn một bên tay rồi, cái gì, nguy hiểm vậy sao? Lúc sau khi được hỏi vì sao cô làm ma pháp thiếu nữ thì cô nói rằng cô làm chỉ vì tiền, nghe vậy thì hắn nói cô là một ma pháp thiếu nữ nhưng lại có rất ít niềm tin. Cô đặt cược tính mạng của mình vào một thứ như vậy sao, vừa định chạm vào người cô thì bị Mira cú đầu, cậu quên rồi sao, mất tay như trời đấy nhân tiện, đây là quà của tôi ngày hôm nay, Mimori cũng cảm ơn anh, Formohot thắc mắc liệu nó có độc không, Mira cũng nhắc nhở rằng cậu không nên sờ vào nó đâu. Nhưng mà tóc vàng thì nghĩ đây cứ như là một cặp đôi đang chim chuột vậy, Mira bảo rằng mình sẽ giả vờ để ăn nó. Formohot hỏi còn tôi thì làm gì, đứng xem đi, tên này cứ nghĩ là Mira bảo mình đứng quan sát để học hỏi nên cũng đứng nhìn. Thấy vậy Mimori cũng bảo hắn có thể ăn một nửa của mình, còn Mira thì nhắc cô nên lo lắng cho bản thân mình hơn, khi thấy cô dính bánh trên miệng thì anh cũng lau giúp cô tên formore hot nói rằng có vẻ tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi hắn hỏi cô có thích đồ ngọt không cô bảo cô thích bất cứ thứ gì bổ dưỡng hắn liền đưa tay lên má cô và nói lần sau tôi sẽ mang thêm thứ gì đó tôi muốn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc cô không hiểu gì nhưng vẫn cảm ơn hắn hắn tự tin mà quay nói tôi hiểu rồi đúng không mira khi thấy gương mặt máu lạnh này của mira thì chắc là hắn đếch hiểu gì cả rồi lúc sau cả hai đi mua nước uống formore hot nói với mira rằng cô ấy có vẻ hơi xa cách nhỉ có thể vì tôi có mặt nên cổ đang đề phòng sao Mira phủ nhận điều đó, tính cách cô ấy như thế đấy, những lần duy nhất cô ấy có thể thư giãn và tự nhiên nói chuyện là khi có tôi ở đó. Đó là một điều đặc biệt chỉ dành cho mình tôi, nhìn lại thì thấy Mira mải nói mà cứ nhấn vào nút ở máy bán nước tự động khiến nó rơi ra cả đống lon. Thôi thì đành ôm về vậy, Formal Hot cũng nói cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa làm được gì cả và xin lỗi Mira vì đang cố gắng giúp anh duy trì danh tiếng của mình. Thấy được lòng thành của hắn thì Mira nói có một điều mà cậu có thể làm cho tôi đấy là đi nhặt lại quả bóng đi, thật ra Mira giả vờ ném thôi. Giờ thì không còn kỳ đà cản mũi nữa rồi, anh lại gặp Mimori, cô cũng nói Formal Hot là một người rất vui vẻ và tôi nghĩ ngài ấy thật tuyệt vời, nghe thế khiến Mira cũng ghen ghen. Hỏi cô có quan tâm đến cậu ta không, Mimori cũng nhận ra là anh đang ghen, nhưng Mira nói mình không hề, Mimori nói rằng mình rất hạnh phúc, bạn của ngài lẫn tên của ngài. Tôi đã hiểu hơn một chút về ngài, hơn những gì tôi đã từng biết trước đây, khung cảnh này vô cùng lãng mạn, Mira đưa tay lên và, tên tóc vàng lại xuất hiện phá đám. Hắn nói mình đã tìm thấy một bé thỏ con này, Formo hot à, ai bảo cậu đi tìm thỏ chứ, đi tìm quả bóng cơ mà, à phải rồi nhỉ, Mira một lần nữa quyết xử hắn.